Kính chào quý vị và các bạn. Trưa chiều nay, nhiều tỉnh thành phía Bắc miền Trung đã giảm nhiệt. Lúc 13 giờ, tại vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ đã giảm từ 2 cho tới 3 độ so với ngày hôm qua. Không còn điểm nào 40 độ nữa, hầu hết là từ 35 đến 38 độ. Dự báo đợt nóng này thì sẽ tiếp nối sang cả ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên. Tuy nhiên, mức độ không quá gay gắt, ít điểm trên 37 độ, còn lại phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sáng đến trưa mai trời cũng có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa không có nơi nào trên 30 độ, trời mát. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thuộc khu vực phía Nam thì trời nóng hơn, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Chiều đến tối mai thì mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Có nơi lượng mưa có thể vượt trên 60mm, cần đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ. Ngoài ra thì lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm cũng có thể đi kèm trong mưa. Bắc Bộ đêm nay mưa dông cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, vùng núi có mưa to. Sang ngày mai thì trời có nắng trở lại. Nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ tại Việt Trì và Ninh Bình. Còn tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác, nhiệt độ là từ 34 độ trở xuống. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy. Riêng khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.